Bích Phượng xin kính chào quý khán thính giả. Cảm ơn quý vị đến với tin tức của Việt Face TV trong buổi chiều thứ Bảy. Như thường lệ, Bích Phượng sẽ gửi đến quý vị tin tức khắp nơi trên thế giới. Bản tin đầu tiên trong phần 1 nói về Nga mở các cuộc tấn công mới trên khắp miền Nam Ukraine. Khi các nhà lập pháp Hoa Kỳ chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu, thì Nga đã mở một loạt cuộc tấn công mới trên khắp miền Nam Ukraine. Các viên chức thì cho biết là khu vực Zaporizhia đã bị tấn công gần 300 lần trong 24 giờ qua, nhưng không có báo cáo về thương vong. Trong khi thành phố Odessa sáng nay thì hứng chịu một hỏa tiễn làm hư hại một cơ sở hạ tầng. Ukraine đã bắn hạ một máy bay ném bom chiến lược của Nga vào hôm thứ Sáu, sau khi máy bay chiến đấu này tham gia cuộc không kích tầm xa đã khiến cho 8 người, trong đó có 2 trẻ em bị thiệt mạng ở khu vực miền Trung. Dnipropetrovsk thì cho biết là hỏa tiễn trút xuống thành phố Dnipro và khu vực ở chung quanh vào sáng sớm, làm hư hại các tòa nhà dân cư và nhà ga xe lửa chính. Thống đốc khu vực thì cho biết là có 3 người chết ở Dnipro, trong đó có một người dân, có một người đàn ông được kéo ra khỏi đống đổ nát của tòa nhà 5 tầng, trong khi 5 người khác thì bị thiệt mạng ở các khu vực gần đó của Dnipropetrovsk. Sau cuộc tin vị Thổ Nhĩ Kỳ cần thời gian để chinh phục lạm phát. Được biết là ông Mehmet Şimşek là Bộ trưởng Tài chánh Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố cần có thời gian để chinh phục lạm phát, đưa lạm phát xuống. Chính sách tiền tệ hoạt động thì có thể chậm, nhưng lạm phát sẽ đi xuống. Chúng ta sẽ thấy bằng chứng và điều đó nữa vào cuối năm nay. Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện tất cả các bước cần thiết để đạt được sự ổn định về giá cả trong 3 năm tới. Vì vậy, đó là một quá trình, nhưng chúng tôi sẽ đạt được điều đó. Khi phóng viên hỏi mục tiêu lạm phát của Thổ Nhĩ Kỳ là gì, thì ông Mehmet trả lời là mục tiêu lạm phát vào cuối năm nay là 36%, giảm xuống 14% vào năm tới và sau đó là 9% vào năm 2026. Tôi biết đây là những con số cao, nhưng so với tình hình hiện tại của chúng ta thì đây là một con số thực sự có ý nghĩa. Khi được hỏi về chiến tranh giữa Israel và Hamas thì ông nói Israel phải tôn trọng luật nhân đạo quốc tế. Tin tiếp theo về Ngoại trưởng Jordan nói sự leo thang ở Trung Đông thì không có lợi cho ai cả. Được biết là Ngoại trưởng Jordan nói là sự leo thang này không phục vụ ai cả, nó đe dọa một cuộc chiến tranh khu vực. Và đối với Jordan thì chúng tôi sẽ không trở thành chiến trường của Israel và Iran, và cả hai nước này đều không được xâm phạm không phận của chúng tôi, gây ra nguy hiểm cho an ninh và người dân của chúng tôi, và chúng tôi sẽ không cho phép cả hai vi phạm không phận đất nước Jordan. Khi được phóng viên hỏi liệu ông Netanyahu có muốn một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn trong khu vực không, thì ông Ayman Safadi nói ông ấy là người được hưởng lợi nhiều nhất từ sự leo thang gần đây. Như chúng ta đã biết, thì áp lực quốc tế ngày càng gia tăng sau 6 tháng tàn phá và tàn phá Gaza, áp lực buộc ông ta phải chấm dứt chiến tranh càng lớn hơn. Đây là sự khác biệt hoàn hảo. Đúng vậy, sự leo thang đó có lợi cho ông ta, và điều mà chúng tôi đang cố gắng truyền tải từ Jordan đó là đừng cho phép điều này xảy ra, đừng để sự chú ý bị chuyển hướng ra khỏi vấn đề thực sự. Đó là sự cấp bách và sự thực bắt buộc để chấm dứt thảm họa này ở Gaza. Tin về công nhân Volkswagen Tennessee bỏ phiếu gia nhập UAW. Được biết là các công nhân tại nhà máy của Volkswagen ở Chattanooga thuộc tiểu bang Tennessee đã bỏ phiếu để gia nhập United Auto Workers vào cuối ngày thứ Sáu. Ủy ban quan hệ lao động quốc gia, cơ quan liên bang giám sát các cuộc bỏ phiếu như vậy, đã thông báo rằng 73% công nhân nhà máy đã bỏ phiếu gia nhập công đoàn và tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 84%. Đây là một bước tiến lớn trong nỗ lực tổ chức công nhân tại các nhà máy trên toàn quốc của công đoàn. Hiện thì có cùng số lượng công nhân tại các nhà máy xe hơi không có công đoàn ở Hoa Kỳ, cũng như tại các nhà máy ở Hoa Kỳ của 3 nhà sản xuất xe hơi cơ nghiệp có nghiệp đoàn, đó là General Motors, Ford và Stellantis. Nếu công đoàn có thể giành được quyền đại diện cho người lao động ở hầu hết các nhà máy xe hơi không thuộc công đoàn,
chủ yếu ở miền Nam, thì điều đó có thể nâng cao đòn bẩy của họ trong các cuộc đàm phán hợp đồng trong tương lai. Công đoàn đã công bố nỗ lực đại diện cho công nhân tại 9 nhà sản xuất xe hơi nước ngoài khác có nhà máy ở Hoa Kỳ. Công đoàn cho biết một cuộc bầu cử tại nhà máy Mercedes ở Vance, Alabama, ngay bên ngoài Tuscaloosa sẽ diễn ra vào tháng tới. Tin tiếp theo về sở thú San Francisco sẽ tiếp nhận gấu trúc khổng lồ. Lần đầu tiên sau nhiều thập kỷ, San Francisco sẽ tiếp nhận gấu trúc khổng lồ từ Trung Quốc như là một phần của chương trình ngoại giao gấu trúc của Trung Quốc. Thị trưởng San Francisco là London Bridge thì đã chia sẻ tin tức này vào tối thứ Năm. Bà Bridge vẫn ở Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài một nhằm mang lại hoạt động kinh doanh và du lịch mới cho San Francisco. Giám đốc điều hành của sở thú thì đã nói chuyện với các đối tác truyền thông ở San Francisco Standard. Bà hy vọng sẽ cải tạo một cơ sở hiện có để gấu trúc có thể đến nơi vào năm 2025. Việc cải tạo sẽ tiêu tốn khoảng 4 triệu Mỹ Kim, tiếp theo là 20 triệu Mỹ Kim cho một cuộc triển lãm mới. Sở thú có kế hoạch khởi động một nỗ lực gây quỹ lớn và việc lập kế hoạch sơ bộ đã bắt đầu với nỗ lực hợp tác của các kỹ sư sở thú Bắc Kinh và sở thú San Francisco. Vườn thú San Francisco trước đây đã đón tiếp những chú gấu trúc khổng lồ của Trung Quốc vào năm 1984 và 1985 như một phần của chuyến tham quan toàn cầu. Sang với tin về khám phá kim tự tháp Maya cho thấy là sự sụp đổ nghiêm trọng của triều đại. Phân tích của nghiên cứu thì cho thấy là lượng mưa hàng năm giảm mạnh và độ ấm giảm đã góp phần gây ra hạn hán và chấm dứt nền văn minh Maya. Nhiều giả thuyết đã được khám phá để cố gắng giải thích cho sự sụp đổ của nền văn minh Maya. Trong nhiều năm thì các bằng chứng cố gắng chứng minh những lý thuyết này đều tỏ ra không thuyết phục. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại thì điều này có vẻ đã thay đổi. Đế chế Maya nằm ở nơi ngày nay là Guatemala, là một trung tâm văn hóa về nông nghiệp, đồ gốm, chữ viết và toán học. Họ đạt đến đỉnh cao quyền lực vào thế kỷ thứ 6 công nguyên, tuy nhiên đến năm 900 công nguyên thì hầu hết các thành phố lớn đều bị bỏ hoang. Chìa khóa để giải mã bí ẩn cuối cùng thì lại nằm ở hồ Chinchán Canap ở trên bán đảo Yucatan. Để thực hiện báo cáo thì các nhà nghiên cứu đã kiểm tra các đồng vị oxy và hydro trong trầm tích từ hồ. Dù gần trung tâm nền văn minh Maya để cung cấp mẫu chính xác về khí hậu. Sau khi kiểm tra các mẫu trầm tích, Evans và nhóm nghiên cứu của ông thì kết luận rằng lượng mưa hàng năm ở khu vực chung quanh hồ đã giảm từ 41 cho đến 54% trong nhiều thời gian dài trong khoảng 400 năm. Báo cáo cũng tiết lộ rằng độ ẩm trong khu vực thì giảm từ 2 cho đến 7%. Hai yếu tố này thì kết hợp lại có tác động là tàn phá đến sản xuất nông nghiệp của nền văn minh. Bởi vì tình trạng hạn hán này xảy ra thường xuyên trong hàng trăm năm, nên nền văn minh này chắc chắn là không thể tích trữ đủ lương thực để bù đắp cho sự sụt giảm sản lượng nông nghiệp, cuối cùng dẫn đến sự diệt vong. Tin về các nhà khoa học đưa ra tuyên bố về tình cảm của động vật. Được biết là hàng chục nhà khoa học đã ký tuyên bố New York về ý thức của động vật sau các cuộc tranh luận về cách đối xử với nhiều loài khác nhau. Có gần 40 nhà nghiên cứu thì đã ký vào bản tuyên bố được công bố vào hôm thứ Sáu trong một hội nghị ở Đại học New York University. Tuyên bố ngắn gọn và không đưa ra lập luận rằng ý thức của động vật là chắc chắn hoặc đã được chứng minh. Tuyên bố cho thấy là sự ủng hộ khoa học mạnh mẽ cho ý tưởng rằng chim và động vật có vú thì có trải nghiệm có ý thức. Tuyên bố cũng cho biết có khả năng thực tế về ý thức ở các sinh vật từ bò sát cho đến bạch tuộc, cua và côn trùng. Một thập kỷ trước thì Oregon đã thông qua luật công nhận động vật là loài có tri giác và có khả năng cảm nhận đau đớn, căng thẳng và sợ hãi. Năm nay thì Washington và California nằm trong số các tiểu bang được các nhà lập pháp xem xét cấm nuôi bạch tuộc.
Đó là một loài mà các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng mạnh mẽ về khả năng tri giác. Bản tin vừa rồi kết thúc phần 1. Bây giờ Bích Phượng xin tạm ngưng ở đây. Mời quý khán thính giả theo dõi thông tin thương mại. Bích Phượng sẽ trở lại ngay sau đó. Bích Phượng một lần nữa xin cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả trong tin tức chiều thứ 7 của Vietface TV. Sau đây là phần 2. Bản tin đầu tiên trong phần 2 nói về Thượng viện bỏ phiếu thúc đẩy cơ quan an ninh quan trọng. Thưa quý vị, tại đồi Capitol thì Thượng viện đã bỏ phiếu trước thời hạn nửa đêm để thúc đẩy một phần trong 1702 của cơ quan tình báo giám sát nước ngoài, tức là FISA. Thượng viện đã bỏ phiếu 62-30 vào tối thứ 6. Theo luật hiện hành thì 1702 của đạo luật tu chính án FISA thì cho phép là chính phủ tiến hành giám sát có mục tiêu đối với người nước ngoài sống bên ngoài Hoa Kỳ. Chính phủ có thể ra lệnh cho các công ty điện thoại, email và nhà cung cấp dịch vụ Internet chuyển giao thông tin liên lạc để thu thập thông tin tình báo nước ngoài. Dự luật này thì mở rộng quyền lực đó. Hiện nay, nếu không có thỏa thuận về thời gian, thì cuộc bỏ phiếu theo thủ tục tiếp theo có thể không diễn ra cho đến Chủ nhật ở ngưỡng 60 phiếu. Trong nhiều ngày qua, thì lãnh đạo Thượng viện đã không thể đạt được thỏa thuận về thời gian để tránh hai cuộc bỏ phiếu sửa đổi quan trọng. Nếu những sửa đổi được đồng ý, thì luật sẽ phải được gửi trở lại Hạ viện. Chương trình sau đó sẽ chìm trong bóng tối cho đến khi mà Hạ viện có thể thông qua phiên bản dự luật mới của Thượng viện. Tin về Bộ Ngoại giao tuyên bố là quân đội Hoa Kỳ sẽ rút ra khỏi Niger. Theo một viên chức Bộ Ngoại giao, thì Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ là Kurt Campbell đã gặp Thủ tướng Niger, tức là Ali Lamai Zen, vào hôm thứ Sáu, và hai bên thì đã đồng ý sau yêu cầu của Niger rằng Hoa Kỳ sẽ rút quân ra khỏi nước này. Viên chức này thì cho biết trong những ngày sắp tới sẽ có các cuộc thảo luận về thời gian rút quân với Bộ Quốc phòng. Việc rút quân lớn sẽ tác động đáng kể đến sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ trên lục địa châu Phi, và quyết định này diễn ra trong bối cảnh mà Hoa Kỳ lo ngại nghiêm trọng về mối quan hệ ngày càng sâu đậm của nước này với Nga và Iran. Tờ New York Times thì lần đầu tiên đưa tin về việc rút quân dự kiến. Cuộc gặp của ông Campbell với ông Zen là một cuộc gặp thứ hai trong tuần này, khi mà ông Zen đang ở Washington DC để tham dự cuộc họp mùa xuân của Ngân hàng Thế giới. Viên chức Bộ Ngoại giao thì cho biết trong suốt cuộc trò chuyện với ông Campbell trong tuần này, thì ông Zen nhấn mạnh là mong muốn tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ và nỗ lực phân biệt tình huống này với tình huống của Pháp. Tin về phiên tòa xét xử ông Trump ngày thứ Tư. Được biết, một bồi thẩm đoàn đầy đủ gồm 12 người cùng với 6 người thay thế đã được hoàn tất trong phiên tòa xét xử tiền bịt miệng của cựu Tổng thống Trump ở New York vào hôm thứ Sáu. Đề nghị thay đổi địa điểm vào phút cuối của luật sư của ông Trump thì nhằm chuyển phiên tòa sang đảo Staten Island đã bị tòa phúc thẩm New York bác bỏ. Thẩm phán xét xử cũng tổ chức phiên điều trần Sandoval, đề cập đến lịch sử phạm tội của bị cáo và bao nhiêu công tố viên có thể hỏi về điều này nếu người đó khai chứng. Ông Trump đã cho biết là ông có ý định khai chứng. Điều này đã kích hoạt phiên điều trần. Thẩm phán sẽ đưa ra quyết định của mình về vấn đề này vào hôm thứ Hai. Tuyên bố khai mạc vào thứ Hai thì được ấn định vào lúc 9 giờ rưỡi sáng. Tòa chỉ họp nửa ngày cả thứ Hai và thứ Ba, kết thúc vào lúc 2 giờ chiều vì có lễ vượt qua. Và sau một chuyến về Tòa Bạch Ốc từ chối bình luận về việc mà Israel tấn công Iran, phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc là Karine Jean-Pierre hôm thứ Sáu đã cho biết Tòa Bạch Ốc không bình luận gì về thông tin mà Israel tấn công Iran trong đêm qua. Các vụ nổ vang vọng khắp một thành phố của Iran vào hôm thứ Sáu, theo các nguồn tin cho biết, thì đây là một cuộc tấn công của Israel, nhưng Tehran thì đã hạ thấp sự việc và tuyên bố là không có kế hoạch trả đũa, một phản ứng dường như nhằm ngăn chặn chiến tranh trên toàn khu vực. Theo Ngoại trưởng Iran thì các máy bay không người lái Israel
đã phóng vào thành phố Isfahan, đó là máy bay không người lái mini, và chúng không gây thiệt hại hay thương vong. Quy mô hạn chế của cuộc tấn công và phản ứng im lặng của Iran dường như báo hiệu nỗ lực thành công của các nhà ngoại giao đang cố gắng ngăn chặn chiến tranh toàn diện kể từ cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và hỏa tiễn của Iran vào Israel vừa qua. Và tin về ông Elon Musk hoãn chuyến thăm Ấn Độ vì nghĩa vụ với Tesla. Thưa quý vị, ông Elon Musk thì đã hoãn chuyến đi dự kiến tới Ấn Độ với lý do nghĩa vụ là rất nặng nề tại Tesla. Giám đốc điều hành Tesla thì dự trù sẽ đến Ấn Độ vào tuần tới trong chuyến thăm dự kiến bao gồm cuộc gặp với Thủ tướng Narendra Modi và xác nhận rằng Tesla sẽ xây dựng một nhà máy ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Ông đăng trên X vào hôm thứ Bảy là thật không may, những nghĩa vụ rất nặng nề của Tesla đã khiến chuyến thăm Ấn Độ phải bị trì hoãn. Nhưng tôi rất mong được đến thăm vào cuối năm nay. Ông Musk thì đã đăng vào tuần trước trên X rằng ông ấy rất mong chờ được gặp ông Modi. Hiện là người giàu thứ tư thế giới thì ông Musk dự kiến là sẽ công bố khoản đầu tư từ 2 cho đến 3 tỷ Mỹ Kim vào Ấn Độ, chủ yếu là để xây dựng nhà máy Tesla mới. Chuyến đi của ông ban đầu được lên kế hoạch chỉ vài ngày sau khi Ấn Độ bắt đầu cuộc bầu cử dân chủ lớn nhất thế giới. Ước tính có khoảng là 960 triệu người ở đất nước 1.4 tỷ dân đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc bầu cử bắt đầu vào thứ Sáu và sẽ mất hơn một tháng để hoàn thành. Nhiều người thì cho rằng ông Modi sẽ giành được nhiệm kỳ thủ tướng kéo dài 5 năm liên tiếp lần thứ ba. Tin tiếp theo về cựu chủ tịch hội đồng ở trường Stockton, California đã bị bắt. Văn phòng cảnh sát trưởng thì cho biết là bà bị buộc 4 trọng tội bao gồm như là trộm cắp công quỹ, trộm tiền lớn, tham ô của một viên chức nhà nước và gian lận bảo hiểm. Theo văn phòng cảnh sát trưởng thì một cuộc điều tra đã bắt đầu vào tháng 4 năm 2023 sau khi mà giám đốc lâm thời của SUSD đã bày tỏ sự lo ngại về khả năng mà Flores lạm dụng công quỹ dựa trên việc mà bà sử dụng thẻ tín dụng của khu học chánh. Vào ngày 14 tháng 11 thì văn phòng cảnh sát trưởng thông báo là đã thực hiện lệnh khám xét đối với một nhiệm vụ tìm hiểu sự thật liên quan đến những cáo buộc về một người nào đó trong học khu thống nhất Stockton. Sau khi cuộc điều tra hoàn tất thì văn phòng cảnh sát trưởng đã phát hiện ra rằng việc mà bà Flores không tuân thủ chính sách thẻ tín dụng của học khu là có chủ ý, nghiêm trọng và rõ ràng là vì lợi ích cá nhân. Và New York sẽ đóng cửa hàng ngàn cửa hàng bán cần sa trái phép, thưa quý vị. Được biết là thống đốc và thị trưởng Adams cầm một ổ khóa, các viên chức thành phố sẽ sớm có thể sử dụng ổ khóa để đóng cửa các cửa hàng cần sa bất hợp pháp đã mọc lên ở khắp tiểu bang và ở 5 quận hạt. Thống đốc và các nhà lập pháp thì đã phải chịu áp lực rất lớn trong việc thực hiện các bước nhằm đóng cửa các cửa hàng bất hợp pháp. Điều này xuất hiện sau khi mà tiểu bang hợp pháp hóa việc bán cần sa. Sự phổ biến của các cửa hàng bất hợp pháp được kết hợp bởi hai yếu tố, đó là chương trình cần sa của tiểu bang được đưa ra nhưng chậm cấp giấy phép, và thực tế là các sản phẩm trong các cửa hàng bất hợp pháp thường rẻ hơn vì chúng không phải trả thuế bán hàng của tiểu bang. Lần đếm cuối cùng thì có khoảng 2.000 cửa hàng bất hợp pháp ở New York City, trong đó có khoảng 100 cửa hàng hợp pháp. Bà Gail Brewer là nghị viên hội đồng thành phố Manhattan thì đã mở một chiến dịch mạnh mẽ để đóng cửa các cửa hàng bất hợp pháp trong quận của bà. Ngoài việc cho phép các viên chức khóa các cửa hàng thì luật mới còn quy định việc làm hư hỏng hoặc tháo ổ khóa là tội nhẹ. Bản tin vừa rồi kết thúc phần tin tức khắp nơi trên thế giới của Vietface TV hôm nay thứ Bảy. Bích Phượng cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả. Kính chúc cho quý vị có một buổi chiều thật bình an, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Và xin hẹn tin tức ngày mai.